Maxim Inha, mỹ nhân bí ẩn nhất hay biết, hủy hôn chồng Lee Yong-e để lấy đại gia ăn ngủ trong vàng. Maxim Inha từng có mối tình đau khổ với Chung Ho Young, chồng hiện tại của nữ diễn viên nổi tiếng Lee Yong-e. Thế nhưng cô vẫn chọn chia tay người tình để kết hôn với đại gia giàu có. Nhắc đến những mỹ nhân sở hữu nhan sắc thuộc hàng cực phẩm nhất showbiz Hàn, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Song Hye-kyo, Kim Tae-hee, Sun Ye-jin, Kim Hee-sun hay Lee Yong-e. Thế nhưng ở thập niên 90, làng giải trí Hàn Quốc sở hữu rất nhiều quốc bảo nhan sắc, trong đó người được nhớ đến nhiều nhất chính là Maxim Inha. Nhiều người còn đặt cho Maxim Inha danh xưng mỹ nhân bí ẩn nhất K-pop. Bởi lẽ Maxim Inha có cuộc sống lặng lẽ và bí ẩn hơn tất cả mỹ nhân cùng thời như Lee Yong-e hay Kim Nam-ju, Go So-young. Maxim Inha được công chúng Việt Nam biết đến thông qua các vai diễn trong những bộ phim đình đám một thời như Cú Nhảy Cuối Cùng, Giáng Sinh Tháng 8, Trap of Youth. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp còn được gọi là bảo bối điện ảnh của Hàn Quốc. Thế nhưng Maxim Inha lại nhanh chóng rời khỏi K-pop sau khi kết hôn cùng ông xã đại gia. Cuộc sống hiện tại của Maxim Inha vẫn luôn được công chúng quan tâm. Mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Sinh ra trong một gia đình trung lưu, từ nhỏ Maxim Inha đã sớm bộc lộ những năng khiếu về nghệ thuật và được bố mẹ tạo điều kiện cho phát triển tài năng này. Đến năm 1993, nữ diễn viên chính thức gia nhập showbiz với dự án Ba Gia Đình Trong Một Mái Nhà. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu với vai diễn trong Cú Nhảy Cuối Cùng. Đây chính là bước đệm giúp cô vươn lên hàng ngũ sau hàng A lúc bấy giờ. Maxim Inha được đánh giá là sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào nhưng lại rất thoát tục. Gương mặt trong veo của cô khiến ai nhìn vào cũng nhanh chóng rung động. Đặc biệt, khi hóa thân vào các vai diễn, Maxim Inha có thể biến đổi đa dạng biểu cảm gương mặt, từ đáng yêu, dễ thương đến sắc lạnh, sang chảnh. Suốt nhiều năm tham gia sự nghiệp diễn xuất, cô luôn được vinh danh trong top diễn viên xuất sắc nhất. Maxim Inha thời kỳ đỉnh cao chính là một trong những cái tên diễn viên có khả năng bảo chứng tỷ suất xem đài lẫn doanh thu phòng vé. Bị ngăn cấm khi từng yêu chồng của Lee Yong-e. Nói về đời tư của Maxim Inha, công chúng thường gọi cô là nữ hoàng băng giá, bởi lẽ nữ diễn viên này thật sự rất kín tiếng trong cuộc sống. Tuy là ngôi sao sáng giá, nhưng cô ít tiếp xúc với báo giới. Những gì truyền thông có thể nhắc đến cô chỉ là nhan sắc và diễn xuất. Truyền thông xứ Hàn nhận định rằng Maxim Inha là ngôi sao kín tiếng bậc nhất K-pop. Chỉ cho đến năm 2000, khi bảo bối điện ảnh xứ Hàn bất ngờ rút khỏi làng giải trí, công chúng mới bất ngờ được nghe qua chuyện tình cảm của cô. Theo đó, lý do được đồn đoán khiến người đẹp giải từ sự nghiệp là vì lỡ dở chuyện tình cảm với doanh nhân Chung Ho Young, sau này là chồng của nữ diễn viên Lee Yong-e. Được biết, năm 1998, Maxim Inha và Chung Ho Young phải lòng nhau, song mối tình này không được mẹ của nữ diễn viên chấp nhận, bởi Chung Ho Young đã từng có một đời vợ. Maxim Inha từng bỏ nhà đi vì mâu thuẫn với cha mẹ. Theo Simbi, Maxim Inha dự định kết hôn cùng Chung Ho Young, sau đó từ bỏ làng giải trí cùng chồng sang Mỹ sinh sống. Hai người lên kế hoạch cưới vào tháng 9 năm 2001. Hai ngày trước đám cưới, Maxim Inha hủy hôn. Một số nguồn tin cho hay, dù ngày cưới cận kề, mẹ của nữ diễn viên vẫn nói với con, bây giờ hối hận vẫn chưa muộn. Khi tin hủy hôn gây ồn ào showbiz Hàn, Maxim Inha chỉ nói, mong anh Chung Ho Young không bị tổn thương. Vốn kín tiếng nhưng lại trở thành nhân vật bị đàm tiếu bởi câu chuyện tình cảm cá nhân. Chính vì lẽ đó mà Maxim Inha quyết định từ bỏ diễn xuất và sang Pháp du học. Cuộc sống của cô từ đó càng trở nên kín tiếng hơn. Ăn ngủ trong vàng khi kết hôn cùng chồng đại gia. Đến năm 2005, cái tên Maxim Inha bất ngờ gây sốt trở lại khi thông tin kết hôn của cô rộ lên. Theo đó, ông xã của cô tên là Chi Sang-wook là người có xuất thân vô cùng danh giá. Được biết, chồng của Maxim Inha cũng chính là một trong những cổ đông lớn của đài truyền hình nổi tiếng xứ Hàn SBS. Nói về tiểu sử của Chi Sang-wook, truyền thông xứ Hàn gọi người này là vị doanh nhân sở hữu khối tài sản khổng lồ. Bởi ngoài là cổ đông SBS, chồng của Maxim Inha còn kinh doanh xe ô tô và lãnh đạo tập đoàn linh kiện điện tử lớn. Đặc biệt với xuất thân là giảng viên đại học, Chi Sang-wook đúng chuẩn là bậc anh tài. Có thể nói sau khi kết hôn, cuộc sống của Maxim Inha vô cùng viên mãn. Vào năm 2016, truyền thông xứ Hàn đưa tin, khối tài sản mà Maxim Inha và chồng sở hữu lên tới hơn 8,5 tỷ won, khoảng 152 tỷ đồng. Cặp đôi này cũng nắm trong tay số vàng lên tới 8,2 kg. Trong tài sản kê khai tiền gửi tiết kiệm của vợ chồng Maxim Inha được tiết lộ là hơn 5,9 tỷ won, khoảng 105 tỷ đồng. Chưa kể đôi vợ chồng này còn sở hữu rất nhiều siêu xe đắt giá. Nhiều người bình luận rằng Maxim Inha đang ăn ngủ trong vàng. Tuy nhiên có một thời điểm Maxim Inha từng vướng tin đồn tự vẫn do cuộc hôn nhân ngột ngạt. Thời điểm đó vợ chồng Maxim Inha vẫn giữ im lặng. Một thời gian dài sau đó, người ta vẫn thấy vợ chồng Maxim Inha hạnh phúc bên nhau. Điều đó chứng tỏ những lời đồn trên mạng đều là vô căn cứ. Trước đó, quý bà Oxy từng chia sẻ trên tờ Femina, chồng cô thuộc mẫu đàn ông ấm áp, tinh tế. Anh ấy biết chăm sóc người khác. Điểm tôi thích nhất ở chồng là sự thân thiện, hòa nhã và chân thành. Lee Yong-e nói cô kết hôn muộn 38 tuổi, song điều đó giúp cô thêm trân trọng mái ấm của mình. Cuộc sống của Maxim Inha được cho là chỉ dành cho gia đình nhỏ. Vào năm 2016 và 2020, Maxim Inha mới lộ diện trước truyền thông để cùng chồng tham gia vận động tranh cử. Người đẹp lộ diện để hỗ trợ chồng trong con đường chính trị. Có thể thấy, dù đã ở tuổi U50, nhưng nhan sắc của Maxim Inha vẫn vô cùng tươi tắn và rạng rỡ, không hề thua kém thời khi còn nổi tiếng. Cô bật mí cho biết, bí quyết giữ nhan sắc của mình lại chính nhờ con cái và hội họa.
Theo cô, việc tự tay chăm sóc con hàng ngày cùng việc nội trợ khiến cô phải vận động không ngừng, cơ thể luôn săn chắc và không có chút mỡ thừa. Tự tay nấu nướng cho các con nên cô rất cẩn trọng trong việc chọn thực phẩm sao cho luôn đủ dinh dưỡng, tươi ngon nhưng không thừa chất béo. Cô cũng cho biết, tình yêu với hội họa cũng luôn giúp tinh thần cô phấn chấn, luôn vui vẻ và cười nhiều hơn, qua đó cũng tìm được sự ổn định trong cuộc sống. Việc ăn uống, sinh hoạt điều độ khiến làn da cô luôn tươi trẻ. Simon Ha cho biết, cô học vẽ từ năm 2006 và vẽ đều đặn hàng ngày.